hết giờ đường lầy nha mọi người. Đây. Đường rất là lầy rồi và với rất là kinh luôn. Hello mọi người, quay trở lại với kênh của Khám Phá Official nha mọi người. Giờ đây tôi sẽ làm một đoạn clip là cho con xe đổ lên đồ cho mọi người cùng xem nhé. Đây là tạt chuẩn chính cái này á. Xe đang leo núi nha mọi người. Xe leo rất là khỏe luôn. Đáp hồng, đáp hồng bắt đầu tỉnh được cao đáp hồng. Ôi đi đây đi. Đi một con đường rất là hẹp nha. Cái xe không lò. Đây nha, đi đoạn đường rất là hẹp luôn. Đây, xe đang lên dốc rất là lầy luôn nha mọi người. Và hành trình của ngày hôm nay là anh em chúng tôi sẽ chạy thử con xe đây đi mấy cái chỗ đường lầy đây nha. Đây, xe lên rất là khỏe. Đây, xe lên rất là khỏe luôn. Anh em đi rất là đông nha. Xe đi với con đường rất là hẹp nha. Đây. Đây nha anh em nha, xe lên dốc rất là khỏe nha. Đường rất là lầy luôn nha. Và xe đi thì rất là trơn luôn. Nên là anh em chúng tôi là quyết định chạy thử lên đây nha. Ở ngày hôm nay là không có hàng gì đâu nha mọi người. Và anh em chúng tôi sẽ chạy xe lên đây để chơi thôi nha. Đây. Đây nha, mọi người thấy nha. Đó. Cái kết đường lầy nha mọi người. Anh em chúng tôi đang test thử xe đổ lên chỗ cái đoạn đường rất là lầy và trời vừa mới mưa xong nên là đường rất là hẹp nha. Đây, xe đang đi dính cục đá đây nha. Đó, bác tài chạy rất là nhanh nha. Đây, rất là ok cho ngày hôm nay nha mọi người. Giờ đây là con xe đổ đây là đang được test thử đây. Đây, rất là mới luôn. Đó. Xe đang bắt đầu đi tới một con suối nha mọi người. Và đoạn đường đây là khá là trơn nên là mình cùng xem con xe đổ đi lên thế nào nha mọi người. Đây, con xe đổ đang lao tới nha. Đây, đường rất là lầy luôn. Đây, thì hướng đây, xe đổ đi suýt lên cục đá nhá, nhưng mà cũng rất là may khi
trời đang mưa và trời cũng vừa mưa xong và đường rất là trơn đây. Và hiện tượng xe bị sẹt bánh xuống nha, và không đi lên cục đá nha, không thì sẽ rất là nguy hiểm cho con xe nha mọi người. Và clip của mình là kết thúc tại đây nha. Mọi người thấy clip mình hay thì cho mình xin lượt like và đăng ký kênh để ủng hộ nha. Gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo nha.